Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. Thanh Tâm và Thảo Tiên chào đón quý khán thính giả đến với chương trình tin tức tổng hợp của Đài Lý Lô Sài Gòn TV trên mặt tầng 56.10, 14.2 và website lilosaigontv.com. Hôm nay là ngày thứ Năm 30 tháng 9 2021. Để mở đầu như thường lệ là phần tin Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Ngày mai Sài Gòn dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Việt Nam nâng công suất hoạt động nhà máy điện chạy than. Nữ công nhân Bình Dương bị ép xét nghiệm dọa kiện ông bí thư phường. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày mai, Sài Gòn sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 3 tháng qua để ngăn ngừa nguy cơ lan tràn đại dịch. 10 triệu cư dân thành phố lớn nhất Việt Nam sẽ được phép rời khỏi nhà và nhà hàng có thể bán thức ăn để khách hàng mang đi trong khi các trường học tiếp tục bị đóng cửa và hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vẫn bị đình chỉ, cũng như cấm các cuộc tụ tập đông hơn 10 người. Việt Nam ghi nhận tổng cộng 800.000 ca nhiễm, hơn 19.000 người chết vì đại dịch tính đến nay và Sài Gòn chiếm 80% số ca nhiễm, dẫn đầu số người chết. Việt Nam đang cố nâng tỷ lệ tiêm chủng, nhưng đến nay chỉ mới hơn 9% dân số được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban thành phố Sài Gòn, tuyên bố sẽ dỡ bỏ tất cả các trạm kiểm soát trên đường phố, thu hồi quy định buộc mọi người phải xuất trình giấy phép đi đường. Ông Bình cũng nói rằng các khu công nghiệp, công trình xây dựng, trung tâm thương mại, tiệm cắt tóc, khách sạn và nhà hàng bán thức ăn mang đi có thể hoạt động trở lại từ ngày 1 tháng 10. Hôm nay, Sài Gòn ghi nhận sắp xỉ 8.000 ca nhiễm và 160 người chết vì COVID-19. Thưa quý vị, Việt Nam đã vạch mục tiêu nâng công suất hoạt động của các nhà máy điện chạy bằng than cho đến năm 2030 để tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu đã được điều chỉnh sẽ nâng sản lượng than tiêu thụ ở Việt Nam thêm ít nhất là 30%, bất chấp thế giới kêu gọi tăng các dự án sản xuất năng lượng tái tạo trong thời gian gần đây. Sản lượng than của Việt Nam nhập cảng trong năm 2020 đã cao kỷ lục lên xấp xỉ 55 triệu tấn, tăng 30% so với một năm trước đây. Giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam đã xác nhận sản lượng điện được sản xuất tại các nhà máy điện chạy than sẽ chiếm hơn 30% tổng công suất điện vào năm 2030. Một thanh niên cư dân Hà Nội hôm qua bị phạt 20 triệu đồng vì đăng tải tờ giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 Verocell của hãng Sinopharm Trung Quốc để tố cáo nhân viên y tế lừa để tiêm bất chấp sự phản đối của anh. Theo báo mạng giao thông, thanh niên tên Toàn đã đăng hình ảnh cùng với lời bình luận tố cáo đã bị tiêm vaccine COVID-19 của Trung Quốc lên tài khoản Facebook cá nhân, nói anh còn bị đe dọa sẽ không bao giờ được tiêm vaccine COVID-19 nếu không đồng ý. Ngày hôm qua, Hà Nội cũng phạt 3 công dân bị cáo giác đưa tin sai sự thật, xúc phạm nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Các sự kiện trên cho thấy nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục tăng cường việc phạt vạ người dân bất mãn với cách cưỡng ép họ từ việc buộc xét nghiệm, buộc tiêm vaccine Trung Quốc đến việc buộc họ phải cách ly ngoài ý muốn. Phúc trình của Freedom House công bố vào tháng 9 qua xếp Việt Nam trong nhóm 21 quốc gia toàn cầu không có tự do Internet cùng với Trung Quốc, Cuba, Iran và Myanmar. Vẫn là tin liên quan đến đại dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chính quyền phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An của tỉnh Bình Dương đã lên tiếng xin lỗi người bị cưỡng chế để buộc xét nghiệm COVID-19 bất hợp pháp nhưng vẫn tịch thu căn cước, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu phải gỡ bỏ video và đăng status đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Bà Hoàng Thị Phương Lan,
người được cho là nạn nhân trong vụ bị chính quyền phường Vĩnh Phú đập ống khóa, mở cửa ập vào nhà, trói tay, buộc bà phải xét nghiệm COVID-19 vào hôm 28 tháng 9 cho biết. Cán bộ phường đã thuyết phục bà gỡ bỏ các bài đăng trên mạng xã hội suốt 40 phút sau khi bà công khai, sau khi đã công khai xin lỗi bà. Tuy nhiên, bà Lan cho biết sẽ kiện cán bộ phường đến nay vẫn chưa hoàn trả thẻ căn cước đã tịch thu. Theo Đài Á Châu Tự Do, báo Tuổi Trẻ Online hôm qua đã gỡ bỏ bài phỏng vấn luật sư Hoàng Văn Hướng mang nội dung chỉ trích cán bộ cưỡng chế người dân đi xét nghiệm COVID-19 là hành vi vi phạm nhân quyền. Bài báo cho rằng hầu hết mọi người đã bị chấn động khi nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ bị bắt ép phải xét nghiệm COVID-19 giữa tiếng la khóc thất thanh của trẻ con đang lan truyền trên mạng xã hội. Và với chiến thắng 7-0 trước đội chủ nhà Tajikistan ở bảng B vào ngày hôm qua, đội tuyển nữ túc cầu Việt Nam đã giành quyền tham dự vòng chung kết giải túc cầu AFC Women's Asian Cup 2022. Đội tuyển nữ túc cầu của Việt Nam được xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng của FIFA, hơn Tajikistan 100 bậc nên dễ dàng kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Ấn Độ từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022. Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết được mở rộng từ 8 lên 12 đội. Nhật Bản là đương kim vô địch, trong khi Úc và Trung Quốc đứng thứ 2 và thứ 3. Asian Cup là vòng loại cấp châu lục của giải vô địch túc cầu nữ thế giới 2023, tổ chức tại Úc và New Zealand. Kính thưa quý vị, tiếp theo phần tin Việt Nam. Indonesia trong tuần này đã cho hồi hương hơn 200 ngư dân Việt Nam đã sống mòn mỏi tại các trung tâm giam giữ người nhập cư nhiều tháng qua vì đại dịch COVID-19 kéo dài. Số ngư dân Việt Nam này đã bị bắt, bị tịch thu tàu đánh cá, bị giới chức thẩm quyền Indonesia truy tố tội đột nhập và đánh cá bất hợp pháp. Chính phủ Indonesia cho biết số ngư dân Việt Nam nói trên sẽ được phóng thích vào tuần lễ tới và Nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội cho phi cơ của hãng hàng không Bamboo Airways đến đón tại đảo Batam để đưa trở lại về quê nhà. Tin cho hay, hiện nay vẫn còn khoảng 300 ngư dân bị giam cầm tại các nhà tù ở Indonesia. Theo giới chức thẩm quyền Indonesia, thì đại dịch COVID-19 buộc ngư dân Việt Nam phải ngồi tù lâu hơn và sau khi mãn hạn tù thì nhà nước Việt Nam không cố gắng để thu xếp đưa họ hồi hương. Trong khi đó, khoảng 30 ngư dân vẫn đang bị kẹt lại tại một trại giam ở Trio Islands vì không còn chỗ trên chuyến bay được thực hiện trong tuần hoặc không đủ tiền mua vé với giá khoảng 1.320 Mỹ Kim. Hầu hết ngư dân Việt Nam bị kẹt ở Indonesia phàn nàn về điều kiện sống không đủ tiện nghi tại các trại giam của Indonesia. Nhà nước Cộng sản tại Hà Nội vừa quyết định giảm thuế suất đánh vào sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập cảng của Hoa Kỳ từ 15% còn 10% để tăng cường nguồn cung cấp thịt heo đáp ứng nhu cầu của người tiêu thụ tại Việt Nam. Theo kinh tế gia Aaron Borrow của Liên đoàn các nhà xuất cảng thịt gia cầm của Hoa Kỳ, thì việc giảm thuế suất thịt heo đông lạnh nhập cảng được cho là bước đi đúng hướng để thu hẹp mọi trở ngại, ngăn chặn ngành sản xuất thịt heo tại Hoa Kỳ mở rộng thị trường sang Việt Nam. Nga cũng đã ký kết hiệp ước thương mại với Việt Nam cho phép miễn thuế thịt heo của Nga xuất cảng sang Việt Nam. Bà Borrow nói thêm, chính sách giảm thuế được thực hiện đúng lúc vì đại dịch COVID-19 đã tạo ra quá nhiều trở ngại trong hoạt động của ngành sản xuất, có thể làm chậm nỗ lực phục hồi nguồn cung cấp thực phẩm của Việt Nam. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Thảo Tiên và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin thế giới.